qua nghe chưa, cậu làm ăn không được gì trơn à. Đây, đi xong rồi đốt mà cứ la hoài cậu. Đèn về bác Ngọc cha, về chứng giám xá bà xá để y như cũ. Cái ngựa gái bên kia rồi để ngọn đèn xuống. Bây giờ anh muốn nó cháy anh để dưới này đi cho nó có cục gạch đi đặng cho nó cháy. Để chè nó xuống hết trơn đi. Ngựa gái đó cầm ngọn đèn đưa ngay cái bát chè nó coi đặng cho người ta hưởng cho hết coi. Ăn mới phân nửa hà. Rồi, vậy đi. Ngọn đèn và ngọc cho cha chứng giám xá bà xá để ngọn đèn xuống cô. Dạ chấm chấm cha. Cô chấm cha. Nghĩ hai lại. Để dưới này đi, đang cho nó đừng có tắt. Để dưới đi. Bổ điện nhãn vô hai đại bi tâm đà la ni nam mô hát vừa rót na đa ra dạ dạ tới vô kinh là phải nghiêm trang. Cậu nó cầm mấy mấy ngọn đèn cày cũ đó đứng sau lưng cô coi. Cậu mà đi cũng còn nãy đó. Nãy thằng nào không? Cho dâm biết đường cái gì à? Ma ca lô ni ca gia cầm yeah. Thôi khỏi cục dây cũng được. Mang ca phạm ra phạm về chỗ đáp. Đó cái sầu đó đó. Nam mô các tiết lạc đổi mong a lị gia mộc phá. Không. Ma lô kiếp để mới thấy à. Các Phật ra lăng đà ma nam mô na ra cẩn thị hê thị ma ba ra thà mê. Được rồi để đi chị. A tha đầu du bằng a thể dựng tác bà tác đa na ma bà già ma phật a cậu đáp việt tha a bà lô quê lô ca đế mộc xá về hê rệ ma ha bồ đề tác đỏ tác bà ma ra ma ra ma hê ma hê đi ra dựng cu lô kiếp mong đổ lô phật xà gia đế mộc xá con. A sa ya đế đà ra địa đi ni tháp Phật ra giá đà giá đà mà Phật ma ra một đế lệ dị hề một xác con. Phật na rót na ra thăm Phật ra xá lợi Phật tha Phật thăm Phật ra xá gia hô lô cộng cha nó cầm cái bông coi. Đưa ngay cái mình bông á đưa ngay lên ngay giữa trung tâm nó đó. Ô lô lô ê đệ tha đa tất đi tú lô bồ đề dạ bồ đà dạ bồ đà dạ di đế đi dạ na ra cẳng kỳ địa lị sắc ni na ba dạ ma na tha ma ha ma ha tất đa hòa ta ba ha tất đa dũng nghệ thất hoàng đa dạ ta ba ha na ra cẳng kỳ ta ba ha một xác con. Ôi nhìn ngọn đèn nhớ cha tha thiết biết làm sao kiếm được cho đành giờ này chúng con thì tụng kinh cho ông được giảng trình nam mô hát ra đất mà đã ra dạ dạ nam mô a lê quả bà lô kiết đế tước hoàng ra dạ ta bà ha ơn dưỡng dục thầu như biển cả một tháp ngày cha con xa nhau tình phú tử thiên niên vĩnh biệt một xá chà chấm chấm cha cậu con trai đó ngay chính giữa giữa hay liên bên nhị bái hai xá chung tích tử kiên thuyền trường con đức gì đà vô hạn lợi sanh đưa ngọn đèn cho thầy con. Ôm mồ tam nguyện duyên thành hiện ra tướng tốt chắc thắng thiết giới một xá kiềm chắc tướng nguồn ngàn con đất khắp mười phương chẳng được thanh bằng bạch hào hiểu hiện phóng hoàng soi vàng diêu sáng di trơn năm to cặp thanh nhãn thấy xa vô ngại một xá sáng trầm ngàn tứ đại hải dương hào quang quá phật khôn lường quá bồ tát chúng vô cùng vô biên một xá đồ thành bốn tám lời nguyên hàm linh kinh phẩm đồng lên giác ngàn một xá con. Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn vong hồn ông cụ được về nhà giảng sanh tịnh độ bà xá. Rồi bây giờ mấy con đứng lên, cậu trai nó để bình bông xuống, ông kéo con già đứng sau lưng thầy nè, cậu trai bưng cái lưng hương,
Thầy cầm ngọn đèn đây mấy... đi với mấy con gán đi bay ra bà vòng. Mấy ngọn đèn sau này bỏ xuống được chưa thầy? Hả? Mấy ngọn đèn sau này cầm mà, cầm cái việc dẫn dông cha đi mà bá cái cây thì sao thầy dẫn dông được cái cây này làm sao? Giờ sáng vô, giờ ngang đây không có được. Đây chứ. Gỡ đi mai người ta làm rồi rồi. Giờ nó rồi lấy cái nè đi. Giờ qua mà gỡ đi. Giờ mấy ngọn đèn này đi theo thầy luôn á. Đốt lên tại vì cái vết dông là phải vậy. Rồi trong lúc đi là mấy cái này là phải cháy nè. Rồi đi nè con. Tao cầm đông nè. Quẹt đâu à. Rồi con gà đi chị. Có quẹt đốt lên đốt lên, đốt lên nè. Chị. Mấy chị có tan đi theo tôi. Thầy. Đốt lên mà để cho thầy quan trọng đi hết nước. Cầm gà, quất con gà cho nó. Nó nghe cái sự điều động của tôi sang nói chuyện tiền thì quất cái gì. Không đi xuống lưng tôi kè lẹ lên. Cẩn thận đó ông nội à. Quá dễ tay nữa thôi. Rồi tới đây được hai vòng, hai vòng con. Thấy thằng đánh gà cho lên leo lên nãy giờ tôi vừa bụng rồi đánh coi. Đánh gà cho đi. Kê vô mã cho nó làm một cái nữa coi. Rồi đi nữa. Rồi đi nha. Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta đã đúng vòng ba là quá hay rồi. Chị tránh ra chị. Alo. Đủ ba vòng để lưu hương xuống con. Đang phát mã, đang cầu nguyện nè cân. Không có, cho qua vòng này nữa mới được. Dẫn qua lẹ, đem qua bên đây nè. Đi qua vòng này. Đang lên tới đây rồi, đang đứng cầu nguyện. Dạ. Đốt ba ngọn đèn nó để ngay cái gấp nhang này coi, đang chuẩn bị dứt vòng. Để xuống. Để ngay chỗ đó rồi mấy con quỳ lại y cũ. Đưa lên đưa đây. Không được, còn đủ có nhiều vấn đề kinh kệ lắm. Rồi gà chết hả? Không có chết đâu mà. Nè, sao? Chị đừng nghe lời mấy ông, nghe lời thầy nè. Dạ. Rồi, ông để cái cây mía ngang chỗ này coi rồi đưa con gà đây cho tôi. Nó có rượu có gì không? Có, dạ có. Có đâu đổ rượu. Con gà này nè. Cầm cái vụ đứng ngay nha thầy. Cắn vô đàn này đưa ngay con gà dùng thầy coi. Thầy già dỗ quá. Nè nghe nè. Đứng dậy con. Chị đứng dậy vòng nè. Án linh kê, linh kê. Sao mẻo đầu hoài con? Thông chi liền. Nguyệt quan quy. Ngủ thầm ngủ chết được hả? Nó nập cái gì nó nóng quá trời. Ngủ qua trường cành tối bắt mê. Thức tỉnh dòng hồn mau giải thoát tủ châm à. Châm rượu vô. Châm gì vừa chào dạ. Phật ơi ông châm vậy ba lần chắc cái chung nhà luôn rồi châm dữ đi đổ đỉnh còn hai lần nữa nè đưa đây châm lại chút chút à. Nghe tôi đọc đông tây nam bắc này hướng về cái dòng mà đông tây nam bắc trung ương là chính giữa bốn ngọn đèn cày là tối nay ông sẽ về chúng con thấy quá đầy đủ chà chấm chấm cha đó để ít ta bên cha từng cha ít thơ lên cha có nóng á mai vuột không ta chọc thôi nghỉ bái mai là nóng ít phải nóng nhiều chết thôi xá hai xá thôi liếp mình chắc cường nước tét cực quá. Dạ còn một lần ba nữa là chúng con sẽ chịu trong hồn về ngọn đèn kê sát đây cười chết thầy dẹp tôi nghe tiếng mỏ á con cái đầu héo nè hai ngàn đã thấy cái việc này à rồi không có từ nữa ngượng cái này lấy cái cọng nhang đó đó của ông ba mình đó trong lương hương á không cây nhang cháy kìa đua viện gà nè sát vô xong đưa ngọn đèn này tôi hoài cha khiến tôi chết hay gì trời. Và lần này là lần đã mãn, con gái mở mắt ra đi con. Một lát nữa con sẽ leo lên những cầu thang đó. Ăn cáo cá à. Quá hay rồi, vỗ gãy tay cũng được. À, tổ châm à. Ít thôi. Rồi. Nhị bái xá hay xá. Đèn rồi cũng xá hay xá. Rồi cắm nhang vô dông đi, để rượu xuống. Rồi mấy cô ngồi xuống cho gà đi lên mấy cái nắp thang nè. Ngựa chai này nè. Đi, chắc hai giò của gà lợi.
đi từng nấc thang thầy gõ tiếng mỏ một là một ấy nè, chắp tay lại để chắp hai ra cái dọn gà lại đi lên từng nấc thang thầy nhịp một tiếng mỏ là một tiếng đi đó. Chưa vuột ra hết nấc thang rồi chỉ xuống lại cái dắt đó rồi đủ đứng lên gà đã đi đúng bảy nấc thang rồi thì chúng con đê đầu vái thỉnh vong hồn của ông hãy thức tỉnh là quá hay. Thì chúng con lai lâm con gà trước khi mà xong tạ mã thì chúng con xin cho gà đưa ly rượu ra chết chúng tôi cho gà để làm phép nè. Đưa cái chai rượu đây. Rồi viên gà về đây, gà này đâu có chết đâu, nó còn mở mắt lên được nè. Thùng luôn cái đó. Không biểu hung gì cả. Sao không khung được à. Ê gãy cây. Không sao đâu, cái đòn mà không sao. Không gãy. Trời xuống gần để phun gù. Rồi chết em. Xá bà là xá. Buông cái đầu nó ra con. Rồi. Rồi bây giờ đưa gà đây, xỉnh không xỉnh gì. Đứng vậy cho tôi luyện gà. Ông đứng bằng đằng đó đi, bắt đầu luyện gà nè. Ông hưởng gà đó. Sao không buông tay ra, đứng chắp tay lại đàng hoàng. Dục sao đổ chạy rượu kìa. Năm khuya gà kêu dượng hót, vong hồn thức tỉnh giấc mê man. Hãy giờ đây linh thiêng, để chờ giờ đi quê nha. Chúng con xin thảy con gà. Kép giò là ba. Nào có bắt á, thì phải đi ra khỏi mã hai xuống tay nha. Dột nó ra. Sao lại bắt lên cho Tam? Dính dây vậy cậu? Thầy, ông đạp cũng dây lại. Ông đạp cũng dây mà ông dục gà. Bắt lên vậy được rồi. Ở đó mà còn trôi bắt mê. Thức tình giọng hồn mau trở lại. Án cấp cá hạ. Vỗ. Xem hai cái nữa. Rồi. Chà chấm chấm cha. Ông đổ dữ gì nó chết rồi sao kẹn. Nhị bái xa xa.